Hello anh Giai. Hay chà, tai nghe đẹp quá nhở. Vừa trúng ở bên nhà sửa chữa đấy. Anh cũng vừa trúng bên nhà sửa chữa này. Ai à? Nghe êm lắm. Em lại chưa được test như nào. Chưa được test à? Vâng, con laptop của em đang không kết nối được với nó ấy. Ui, thế thì lại phải kiểm tra lại cái kết nối Bluetooth của laptop đi. Tai nghe của sửa chữa thì chắc là không vấn đề gì đâu. Thế à? Thế thì Ừ. anh lại khắc phục cho em cái. Lại khắc phục à? Vâng. Ê, khắc phục xong cho anh con tai nghe này nhé. Ok, cái ốp thôi. Ê, thôi được rồi, mang máy tính sang đây. Ok. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. Như các bạn đã biết thì hiện tại xung quanh chúng ta đang có rất là nhiều các sản phẩm Bluetooth như là tai nghe này, phím chuột, rồi là rất là nhiều thiết bị như loa đó. Chúng ta đều phải sử dụng đến Bluetooth. Thế nên cái việc mà nếu máy tính các bạn đang bị lỗi Bluetooth ý, hoặc là các bạn không thể bật được Bluetooth ý, đây là một cái điểm thiếu sót cực kỳ lớn trong cái thời buổi công nghệ hiện tại bây giờ. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bật tắt cũng như khắc phục một vài cái lỗi liên quan đến Bluetooth trên máy tính nhé. Đầu tiên để bật tắt các cái Bluetooth trên máy tính này thì với những bạn nào mà đang sử dụng Windows 10 hoặc là Windows 11 ý, thì bật nó tương đối là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bật cái Bluetooth bằng cách là nhấn vào góc phải màn hình này rồi chọn vào cái mục Bluetooth này. Đó, các bạn chọn vào, nó hiện ra màu xanh ý, thì là các bạn đã bật Bluetooth rồi. Còn với những các bạn mà chưa kết nối thiết bị Bluetooth bao giờ thì các bạn chọn chuột phải vào cái mục này Bluetooth ý, cho mình rồi chọn Go to Setting. Tiếp đến thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục là Add Bluetooth or Other Device này và chọn tiếp vào cái mục Bluetooth này. Sau đó các bạn mở cái thiết bị tai nghe hoặc là điện thoại hoặc là một cái thiết bị Bluetooth nào đó các bạn cần kết nối lên và chờ cho cái mục này nó quét ra cái thiết bị của bạn rồi chọn vào và kết nối với cái máy tính chúng ta mà thôi. Còn với những bạn nào mà đang sử dụng cái Windows 7 ý, thì nó bật nó sẽ hơi dích dắc cũng như hơi mất thời gian hơn một chút, thế nên mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Đầu tiên các bạn chọn cái mục tìm kiếm và tìm kiếm cho mình cái là Control Panel. Tiếp đến thì các bạn chọn cái chế độ hiển thị, các bạn chọn sang cái mục là Small Icon cho mình để nó hiển thị toàn bộ những cái tính năng ở trên cái Control Panel này, và các bạn chọn cái mục là Network and Setting Center. Đó, trong cái mục Network and Sharing Center này, các bạn chọn sang cái mục bên danh mục bên tay trái này. Các bạn chọn vào cái mục là Train Adapter Setting cho mình. Đó, trong đây thì các bạn nhấp chuột phải vào cái mục là Bluetooth ấy. Đó, các bạn nhấp chuột phải vào Bluetooth và chọn là Enable cho mình để mở cái Bluetooth cũng như bật Bluetooth trên Windows 7. Sau khi các bạn chọn Enable thành công ấy thì các bạn kích đúp vào trong cái mục Bluetooth này và chọn cái mục là Add a Device ở ngay góc bên trái ở dưới cái thanh tác vụ này. Đó, các bạn thấy cái mục Add a Device này. Sau khi các bạn chọn vào cái mục Add a Device này thì các bạn cứ mở cái thiết bị Bluetooth các bạn cần kết nối lên như là tai nghe, phím chuột hay là loa. Các bạn bật lên và chờ cho cái thanh này nó quét ra cái thiết bị của bạn rồi chọn. Sau đó các bạn chọn Next để kết nối với cái thiết bị Bluetooth của chúng ta. Còn trong trường hợp nếu các bạn bật Bluetooth nó không được hoặc là các bạn không thể kết nối được cái thiết bị của chúng ta qua cái Bluetooth ý, thì các bạn có thể thử một vài cái cách khắc phục sau đây của chúng mình để xem là có thể kết nối lại được các cái thiết bị Bluetooth của các bạn không nhé. Để khắc phục được cái tình trạng Bluetooth như này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn một vài cái cách mà mình hay làm cũng như là mình thấy nó hiệu quả nhất. Đầu tiên đó chính là các bạn sẽ sử dụng cái mục là Troubleshoot trên cái Windows chúng ta. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần vào cái mục Control Panel thôi, các bạn tìm cái mục là Troubleshooting, sau đó các bạn click vào, rồi tiếp đến các bạn tìm đến cái mục là Bluetooth ý, các bạn click vào đấy rồi làm theo những hướng dẫn ở trong cái Troubleshoot này. Các bạn cứ cho nó quét rồi là làm theo những cái bước hướng dẫn của nó nhé. Cách tiếp theo ấy thì các bạn có thể thử cái cách là tải lại cũng như cập nhật lại cái driver Bluetooth xem sao nhé. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng này, các bạn cài quá nhiều phần mềm, cài quá nhiều ứng dụng rồi driver ấy, thì có thể là một vài cái phần mềm ứng dụng driver gì đó nó sẽ gây xung đột rồi gây lỗi các cái driver cũ của chúng ta. Thế nên các bạn cũng có thể thử là tải cài lại cái driver Bluetooth hoặc là cập nhật cái driver Bluetooth lên một cái phiên bản cao hơn xem nó có hết được cái tình trạng đấy hay không nhá. Cập nhật thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi, lên Google gõ cái driver Bluetooth của thiết bị của cái máy tính các bạn,
hoặc các bạn có thể vào trong cái mục là manager ở trên cái GPC để update cái driver Bluetooth lên. Sau khi các bạn update cũng như là cài lại thì các bạn có thể kiểm tra xem là cái thiết bị của các bạn ấy đã tìm thấy hay chưa, cũng như là đã bật rồi là kết nối lại được bình thường hay chưa nhé. Và trên đây thì là những cái chia sẻ của sự kiện laptop24h.com từ các bạn về cách bật tắt Bluetooth cũng như là một vài cái cách đơn giản để khắc phục cái tình trạng là Bluetooth không bật được hoặc nó bị lỗi. Hy vọng là với những chia sẻ trên của chúng mình sẽ giúp các bạn có một cái thiết bị Bluetooth nó hoạt động ổn định cũng như là phục vụ tốt nhất cho cái nhu cầu làm việc cũng như hay là học tập của các bạn nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.